đồ thiên văn này thì quay mấy chục năm này lên đi rồi, ít nhất 20-30 năm rồi, ngày nào cũng cứ buổi chiều lên đây. Hồi nhỏ thì mình rất hay lên, nhưng mà lớn lên đi làm thì là ít đi lên hơn. Và bây giờ có con thì nó thích đi leo núi, nên là thi thoảng thì cuối tuần mình được nghỉ nhưng cho cháu đi lên. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè này nó đã quá mệt mỏi với sự nóng nước và ồn ào của những con phố đông đúc, thì hãy cùng chuyên mục Đất Cảng và Sóng 60 độ đến với đồi Diêm Vân, một không gian tĩnh lặng với không khí mát mẻ và trong lành ngay giữa lòng thành phố Hải Phòng nhé. Kiến An có núi Ông Voi, có sông Vân Úc, có đồi Thiên Văn. Đồi Thiên Văn nằm ở giữa không gian yên bình của quận Kiến An, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 10 km. Từ cổng Rồng, men theo con đường nhỏ, uốn lượn quanh co như rồng bay là lên được núi Thiên Văn. Đường lên núi thì không phải là gắn, vì vậy để di chuyển thuận lợi thì nhiều người lựa chọn xe ô tô hoặc đi xe máy. Nhưng với những người ưa thích vận động thì có thể đi bộ để chúng ta có thể ngắm cảnh và tận hưởng thiên nhiên được lâu hơn. Hành trình đi bộ tuy hơi mệt, nhưng quả là xứng đáng khi đường lên núi được bao bọc bởi thảm thực vật xanh ngát, tạo nên không khí mát mẻ, dễ chịu. Người dạo chơi trên đồi được chào đón bởi âm thanh xào xạc của rừng thông, xen lẫn tiếng chim hót líu lo, tiếng râm ran của bầy ve, tạo nên bản hòa ca rộn rã, cuốn hút. Đồi Thiên Văn từ lâu là địa điểm quen thuộc đối với người dân Hải Phòng. Nhiều người muốn đến đây để đi bộ, tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Cũng nhiều người đến đây chỉ đơn giản để thư giãn, ngắm cảnh và chụp cho mình thật nhiều bức ảnh đẹp làm kỷ niệm. Nhất 20-30 năm rồi, ngày nào cũng cứ buổi chiều lên đây cho nó thư giãn. Một, cái thứ hai là không khí nó trong lành, nó còn hơn ngồi ở nhà bật quạt hay làm cái gì. Cái thứ nữa, lên đây thì giao lưu được với nhiều người, bạn bè, anh em thoải mái. Nói chung là buổi sáng sớm tầm 5-6 giờ người hay đi nhiều, không chiều thì tầm 4 giờ là không khí trong lành hơn, lại cũng có chỗ cho trẻ con vui chơi giải trí. Em cũng xem ở trên mạng thấy nhiều người review ở đồi Thiên Văn này, cạnh đồi núi thoáng mát, nhiều cây cối, thì bọn em đến đây mới hít ở không khí trong lành của rừng núi. Hôm nay tôi đến đây cùng với cả các con của tôi và cho các cháu được nghỉ ngơi và trải nghiệm không gian này thì rất là có ích, bởi vì đây là một nơi để các bạn trẻ thứ nhất là lên được ngắm cảnh, thứ hai là được trải nghiệm cái sự thân thiện của người dân Kiến An, Hải Phòng rất là thân thiện đối với mọi người. Với địa thế đẹp, được bao bọc bởi hai dòng sông Lạch Tray và Đa Độ, núi Thiên Văn cũng là vị trí thuận lợi để quan sát được toàn cảnh thành phố Hải Phòng. Người đứng trên núi có thể phóng tầm mắt, nhìn thấy nhiều cảnh đẹp như cảng biển, khu trung tâm thành phố, giải Kỳ Sơn, Tràng Canh và An Sơn, núi đèo, thậm chí cả khu di tích lịch sử núi Voi. Ngoài ra, du khách có thể tham quan đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc có tuổi đời hơn một thế kỷ, bảo tàng Thiên Văn Việt Nam cũng như trạm radar thời tiết Phù Liễn. Đây là những kiến trúc độc đáo điểm tô thêm cho vẻ đẹp của đồi Thiên Văn. Thành phố Hải Phòng luôn được biết đến là địa điểm lý tưởng của mùa hè bởi nhiều dịch vụ vui chơi ở các địa danh biển nổi tiếng như Cát Bà hay Đồ Sơn. Nhưng thành phố cảng thì không chỉ có biển thôi đâu. Vì vậy mùa hè này nếu các bạn muốn được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không gian tĩnh lặng và yên bình thì hãy đến với đồi Thiên Văn ở quận Kiến An và cùng có thêm nhiều trải nghiệm thú vị tại đây nhé. Còn bây giờ thì chuyên mục Đất Cảng 360 độ tuần này xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong những địa điểm tiếp theo.